Dạ, con kính đảnh lễ sư ông. Con kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Dạ, con xin có một câu hỏi là con kính thưa sư ông là con kính thỉnh sư ông giảng dạy cho chúng con thông suốt về thế nào là trí tuệ để không bị nhầm lẫn giữa trí tuệ và kiến thức ạ. Dạ, con kính xin sư ông. Trí tuệ đó thì người ta gọi là tuệ tri, tức là biết bằng trí tuệ. Còn cái kiến thức đó, biết qua kiến thức đó, thì gọi là thức tri. Thí dụ như mình biết cái cây này là cây xoài, cái này là cây ổi. Cây xoài thì nó làm sao, cây ổi thì nó làm sao rồi chẳng hạn đó, thì cái đó là thức tri chứ không phải tuệ tri. Còn tuệ tri ấy, thì nó không biết cái gì, không biết cái gì hết, nó không biết đó là cái ổi hay cái gì hết, nó chỉ thấy nó vậy thôi là tuệ tri. Bởi vì cái tuệ tri ấy, thì nó mới là thoát ra khỏi cái kiến thức, cái khái niệm, cái tư tưởng, cái quan niệm, mà cái đó là hình thành cái kiến thức. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là ông Bai Gia ông hỏi về cái A-la-hán là gì, thì Đức Phật Ngài lại trả lời là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết, tức là chỉ thấy nghe vậy thôi. Còn khi mà ứng với đời á, khi mà ứng ra với đời á, thì lúc đó mới là dùng tới cái thức tri. À. Còn khi mà không không ứng ra với đời á, thì mình trở về lại với là cái thực tánh chân đế, thì lúc đó là cái tuệ tri là chỉ thấy thực tánh chân đế thôi. Thì trong cái trí tuệ đó thì nó cũng có hai phần, một cái phần là cái trí tuệ mà thấy cái thực tánh chân đế, thì cái đó người ta gọi là cái vô sư trí hay là cái căn bản trí. Còn cái trí mà mình học rồi mình mới biết á, mình học rồi mình mới biết đây là cái ổi, đây là cái xoài, đây là cái mít, thì lúc đó đó là mới là có cái thức tri. Thành ra nếu người nào không học thì không biết là cái đó là cái ổi hay cái xoài hay cái mít gì hết. Đó. Hay là mình không có học tiếng Anh thì mình qua bên Anh ai nói gì mình chẳng biết gì chẳng hạn như vậy. Người Anh thì qua Việt Nam là cũng không biết gì hết, thì cái đó là nó thuộc về thức tri, tức là khi nào mình có cái kiến thức về cái gì ấy, thì mình mới biết, còn nếu không có kiến thức thì mình không biết. Nhưng mà cái thức tri đó thì nó lại giới hạn lại, trong khi cái tuệ tri ấy, là nó biết một cách toàn diện. Mình lấy ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Mình lấy cái ví dụ như là một giả sử như đây là một cái tấm gương lớn. Thì cái tấm gương đó nó cứ phản ánh là cái gì nó sáng làm sao thì nó cứ phản ánh vậy thôi. Thì nó khác với cái mà biết người này tên kia, người kia thế nào thì cái đó là nó khác. Còn cái tuệ trí là nó lại không biết những cái đó. Nhưng mà những cái mà kiến thức hay là những cái biết đó đó, cái biết mà của thức trí đó, đôi lúc nó lại là nó rất cần với người đời. Nó rất cần với người đời. Nhưng mà đối với thực tánh chân đế đó thì có khi nó lại trở ngại. Còn nếu cái người mà đã thấy ra được thực tánh chân đế, tức là có tuệ trí rồi á, thì lúc đó thức tri cũng vẫn được. Bởi vì lúc đó cái thức tri là tương đối, người ta không có bị kẹt vô cái thức tri đó. Người ta chỉ biết là thì nói ổi thì là nói ổi. Mà ở nơi khác nói kiểu khác thì người ta nói kiểu khác. Chứ người ta không quan trọng cái chuyện đó. Cho nên cái người mà giác ngộ đó, tức là cái người mà đã thấy ra được thức tánh chân đế đó, thì người ta vẫn có thể sống được trong đời. Thậm chí người ta cũng là khéo
khéo nói, khéo dạy, giảng dạy, khéo giải thích, khéo khai thị qua cái tục đế, nhưng mà không kẹp vào trong tục đế đó, cho nên nó mới sinh ra một cái chuyện sai lầm là thế này. Nhiều người quá là y cứ vào những cái ngôn từ mà Đức Phật cài dạy, nhưng mà thực ra cái ngôn từ đó, cái quan trọng là cái ngôn từ đó chỉ cái thực là cái gì. Thì ai mà thấy được cái thực á, thì cái đó mới được đó. Ví dụ như giờ mình nói là ăn cơm thì no, nhưng mà nếu mình không biết cơm là cái gì hết á, thì mình cũng không no được. Cái câu mà ăn cơm mình thì no, cái câu đó nó chỉ là để chỉ cho mình thấy ra cái cơm cái đã. Còn khi nào mà thấy cơm á, thì cái nó mới ăn no được. Cho nên á, nếu mà mình căn cứ trên cái ngôn ngữ không thôi á, thì nhiều khi là cãi nhau nữa. Người nói cơm có nghĩa là thế này, người kia nói cơm là nghĩa thế kia, người kia cái cơm là thế nọ, rồi mỗi người rồi là cơm được người thì nấu theo kiểu này, người nấu theo kiểu kia, thế nó thành ra nó sinh ra đủ thứ hết đó. Cho nên nếu mà mình chỉ dựa trên ngôn ngữ rồi mình lại cứ hiểu trên ngôn ngữ không, rồi xong rồi mình lại lấy cái ngôn ngữ đó mà chụp lên cái thực á, thì nó sai. Cho nên Đức Phật, người ta nói chỉ Đức Phật Ngài chỉ khai thị thôi, khai thị tức là chỉ cho thấy. Còn cái ngôn ngữ mà Ngài dùng để chỉ, hay là cái cử chỉ mà Ngài dùng để chỉ, thì cái đó chỉ là phương tiện thôi. Còn Ngài mà chỉ ra để mình thấy cái gì đó, cái đó mới là quan trọng đó. Thì khi mà mình thấy cái thực á, thì lúc đó mới là tuệ tri. Còn lúc đầu mình thấy mà mình thấy qua kiến thức, dù kiến thức giỏi cách mấy nhưng mà không thấy cái thực á, thì cũng gần như là vô nghĩa. Cho nên cái thức tri với là cái tuệ tri nó khác nhau ở chỗ đó. Nói cho dễ hiểu là thế này, khi nào mà tâm mình hoàn toàn lặng lẽ, không có một cái không để cho một cái tư tưởng quan niệm gì xen vào hết á, thì khi cái tâm rỗng lặng như vậy á, thì mới là thấy nghe ngửi nếm xúc chạm, cái gì cũng đều là thấy được thực tánh. Còn khi mà mình là thấy nghe ngửi nếm xúc chạm rồi qua cái biết đánh giá của theo cái kiến thức hay là theo cái kinh nghiệm cá nhân, thì nó vẫn chưa phải là thực tánh chân đế. Cho nên tuệ tri, đối tượng của tuệ tri là thực tánh chân đế, đối tượng của thức tri đó là kiến thức, là kinh nghiệm. Nên hai cái đó là mình phải phân biệt cho nó rõ được hai cái đó. Một người họ có thể giảng kinh, giảng luồng rất là tài tình, nhưng mà vẫn là thức tri thôi, chứ chưa phải là tuệ tri. Đó. Cho nên Đức Phật ngài gọi một cái vị mà rất là giỏi kinh luận, thì ngài nói là ngài cứ gọi cái vị đó là này tỳ kheo trống rỗng kia, tức là nó biết kinh luận nhiều vậy thôi nhưng mà trống rỗng bên trong, tức là không thấy thực đó. Giống như một người có thể là theo sách vở thì cứ nói vàng là thế này, vàng là thế kia, tỷ trọng bao nhiêu rồi vàng cân nặng gì, cái nói gì cũng được, cái vàng cái sử dụng vào cái chuyện gì nói rất là rành, nhưng mà không có cục vàng nào hết. Cái kiểu không vậy. Nên cái đạo Phật á, thì là quan trọng là cái thực, chứ không phải là quan trọng là cái mà chỉ là trên cái khái niệm tư tưởng quan niệm thôi. Rồi bây giờ câu hỏi tiếp. Kính lành đại sư ông, con xin chào với sư cô và thầy đại chúng. Dạ con thưa sư ông, mặc dù là tụi con
con thấy biết là mình nhìn phải như thật, nghe như thật hoặc xúc chạm như thật. Nhưng mà con thấy những kinh nghiệm từ quá khứ nó rất là nhiều. Chẳng hạn khi mình nhìn thấy một người thì mình có thể thấy người đó là đẹp, thấy người đó là xấu. Hoặc là khi nghe giảm tiếp xúc thì mình biết người đó có những hành xử không tốt, hoặc là nghe những cái âm thanh không tốt. Vậy sư ông chỉ cho con cách nào khi những cái quá khứ, những cái định kiến có sẵn của mình về một hiện sự vật hiện tượng, thì làm sao tụi con có thể thực tập để mà tụi con nhìn như thật, thấy như thật và xúc chạm như thật? Cái này là cũng đơn giản thôi, tức là khi mình sống thì luôn luôn, thực ra là mình sống là luôn luôn trong hiện tại. Ví dụ như mình đang ngồi đây là mình đang ở trong thực tại, trong hiện tại đó. Thế nhưng mà bởi vì mình cứ để cái tâm mình nó theo trong quá khứ, cái tương lai gì đó, ngay bên ngoài gì đó, cho nên mình không thấy được cái thực tại mà mình đang sống đó. Vì vậy đơn giản là đừng có cố mà dẹp cái quá khứ, đừng có cố dẹp tương lai, đừng có dẹp bên ngoài gì hết, mà chỉ cần sống trọn vẹn với chính mình thôi. Cần sống trọn vẹn, khi đi thì trọn vẹn với đi, khi ăn thì trọn vẹn với ăn. Khi mình vẫn trọn vẹn rõ biết vậy thôi, thì lúc đó đó tự nhiên những cái đó nó tự động nó sẽ rơi rớt hết, cho mình không cần phải cố loại bỏ nó. Hôm kia có một cái người bên Mỹ gọi điện thoại về, thì khi mà người đó gọi điện thoại là bởi vì người đó mất ngủ, cho nên mới xin ai nói cái số điện thoại của đứa ông rồi mới gọi điện thoại về. Mà cái người đó bị cái mất ngủ rồi lo lắng, lo âu, sợ hãi đủ thứ, cho nên bây giờ cái người đó lấy thấy là mình hoàn toàn là bị phiền não chi phối. Nhưng mà tại vì cái người đó không có biết sống với hiện tại, cho nên cứ để cho cái quá khứ chi phối, để cho những cái cảm xúc, cảm gì đó nó chi phối, mà mình không có sống thực với cái hiện tại. Nhưng mà cái sống thực ở đây đó, thì trong đó có cái khâu chính là cái là rõ biết. Cái khâu chính là tròn vẹn rõ biết. Tròn vẹn là chánh niệm, rõ biết là tỉnh giác. Cái quan trọng là cái tròn vẹn rõ biết đó. Thì bây giờ mình cứ tròn vẹn rõ biết với cái hiện tại thôi. Lúc nào mình cũng tròn vẹn rõ biết với hiện tại thôi. Thì cái lực của cái tròn vẹn rõ biết với hiện tại đó, từ nó hủy diệt cái mà đeo níu trong quá khứ, hay là trong tương lai, hay là bên ngoài. Cho nên đừng có cố. Bây giờ cái bà đó, bà cứ nói là xin thầy làm sao giúp cho con, là làm sao mà để cho con yên, làm sao mà để cho con đừng có bị những cái cảm xúc, cảm giác đó chi phối. Nên nói đừng có cố là diệt cái cảm xúc, cảm giác đó, tại vì nó đã là như vậy rồi, cho nên mình không cần diệt nó. Bây giờ mình chỉ có việc là mình sống tròn vẹn rõ biết hiện tại thôi. Khi mà cái mức độ mà tròn vẹn rõ biết hiện tại đó nó đủ lực, thì tự nhiên những cái kia nó không còn chi phối được nữa, đơn giản là vậy thôi. Chứ đừng có cố giật nó lại càng tăng, nó làm nó càng tăng thêm. Thế nên thầy hay nói câu mà tương dục phế chi tức cố hưng chi đó, tức là đừng có giật nó là nó tăng thêm. Tại sao việc đó là tăng thêm? Ai biết được là tại sao mà muốn việc đó là nó tăng thêm? Là bởi vì thế này. Nếu mình chỉ để ý, bây giờ mình đang đi thì mình chỉ tròn vẹn rõ biết đi thôi. Tức là mình không có nghĩ đến cái chuyện đó. À, mình ăn thì chỉ tròn vẹn rõ biết ăn thôi. Thì mình không để ý đến cái chuyện đó. Thì á, cái khi mà mình sống mà tròn vẹn với cái thực tại như vậy á,
Thì những cái mà cái quá khứ là những cái này cái kia đó, nó sẽ tự động giảm đi, trong khi đó mình cứ nghĩ về nó, tức là mình cứ giữ nó lại hoài đó. Giả sử như một người đó ghét người nào đó mà cứ nghĩ trong bụng là làm sao để tôi đừng ghét người đó, làm sao để tôi đừng ghét người đó, tức là mình cứ vẫn là cứ kết nối với cái người đó. Và kết nối với người đó thì không thể nào mà hết cái ghét người đó được. Trong khi đó mình chỉ cần là không nghĩ đến chuyện đó, mình chỉ cần là biết là đi là đang đi, ngồi là đang ngồi, ăn là đang ăn, nói là đang nói, tức là mình sống trọn vẹn rõ biết cái hiện tại, thì tự động cái kia là nó sẽ từ giảm dần và hết từ chấm dứt, mà mình không cần làm gì đó hết. Thành ra cái bà đó bà cứ loay hoay là làm thế nào để mà dẹp được cái phiền não của mình. Mà có vị thiền sư người ta nói là đoạn từ phiền não trùng tăng bình, xu hướng chân như tổng thủy tà, tức là bây giờ mình chỉ cần biết cái hiện tại thôi, cho mình đừng có nghĩ tới một cái gì cao siêu quá đó, mà cũng đừng có cố dẹp đi cái phiền não mà mình đang gặp phải. Thì trong trường hợp đang phiền não thì có hai cách. Một cách đó là mình đối diện với cái phiền não đó, tức là mình tròn vẹn rõ biết cái phiền não đó đang thế nào, thì cái đó là niềm niềm tâm hay là niềm họ mình phát. Còn nếu như mình thấy rằng là không cần phải đối diện với nó, bây giờ mình chỉ niềm thân thôi, tức là bây giờ mình đi là mình chỉ cứ tròn vẹn đi thôi, ăn thì cứ tròn vẹn nhai thôi, không quan tâm đến chuyện đó cũng được. Tức là có hai cách, một là đối diện thẳng với nó, hai là mình trở về niềm thân thôi, tức là trở về với cái hoạt động của thân đang làm là được. Ví dụ như là nếu mình ngồi thì có thể là mình còn vẻ rõ biết đang ngồi, còn vẻ rõ biết đang thở, như vậy thôi. Nếu mình chỉ còn vẻ rõ biết đang ngồi, còn vẻ rõ biết đang thở thì tự nhiên mấy cái kia nó tự động rút lui. Rồi ai hỏi nữa? Con có thể giảng thêm về thiền mà mình ứng dụng trong điều trị các cảm xúc của thân xương. Mà bây giờ hiện tại là bây giờ có nhiều cái căn bệnh như là trầm cảm hoặc là rối loạn mà hưng cảm hoặc là rối loạn tự cực của thân xương, bởi vì cái đó là nó rối loạn về những cái cảm xúc đó, hoặc là những cái căn bệnh lạ thân xương. Con kính cảm ơn sư công. Cái cảm giác cảm xúc đó là nó thuộc về niềm thọ, nó thuộc về niềm thọ. Thế hồi nãy sư ông có nói một cái là mình đối diện với cái thọ đó, hay là đối diện với cái trạng thái tâm đó, hay là đối diện với cái pháp đó. Còn nếu không á thì mình vẫn trở lại với thân, trở lại với thân thôi. Ví dụ như là mình ngồi thì mình chỉ hòn vẹn rõ biết thở, đang thở như thế nào một cách tự nhiên thôi, không phải đừng có người ta dùng cái thở để mà thiền định hay là để mà quán chiếu gì đó, không phải như vậy, mà là chỉ cần rõ biết là đang thở như thế nào thôi, tức là cảm nhận được cái sự thở vô thở ra một cách hoàn toàn bình thường. Thì khi mà mình mà cái tâm mà nó an trú nơi cái thân, nơi những cái hoạt động của thân, thì lúc đó là tâm nó rất là dễ ổn định, và nó sẽ tự động loại trừ những đó, cái thọ là cái trạng thái hay là cái thái độ tâm hay là cái quan hệ giữa pháp. Thì
Thì có hai cách, một là đối diện với cái cảm giác, cảm xúc đó. Khi cái cảm xúc của nó đang như thế nào đó thì mình hoàn toàn là trọn vẹn lắng nghe, cảm nhận cái cảm xúc đó. Mà tuyệt đối là không có muốn dẹp nó. Muốn dẹp nó là nó sai liền. Sai liền lập tức mà nó sẽ chỉ làm tăng lên thôi. Cho nên mình muốn dẹp nó, mình chỉ thấy nó như thế nào là mình thấy như vậy thôi. Một cách hoàn toàn lặng lẽ. Và một cách lặng, người ta gọi là lặng lẽ chiếu soi. Đấy. Tịch chiếu, nó là lặng lẽ chiếu soi. Mình chỉ cứ lặng lẽ chiếu soi nó làm sao để mình cứ thấy vậy thôi. Thì nó lại là, thì nó sẽ là diệt đi nhanh nhất, bởi vì cái luật sinh diệt của nó, đúng cái luật sinh diệt của nó. Nhưng mà mình muốn dẹp nó đi hay là muốn giữ nó lại thì đều là sai. Cho nên người ta mới nói là bất thụ bất xạ là vậy. Không lấy, không bỏ, không thêm, không bớt. Chỉ thấy nó là như vậy thôi. Thì cái đó nó hơi khó. Ví dụ như một cơn đau thì mình cứ tròn vẹn cảm nhận cái cơn đau nó thôi, chứ đừng có muốn rồi hết đau, hay muốn hết đau cái nào nó càng đau thêm. Đấy. Còn ai hỏi? Dạ, con kính sư ông và quý sư cô và chú. Con có câu hỏi là đôi khi ở trong cuộc sống vì do thiếu sự tỉnh giác nên là mình hay phạm những cái lỗi lầm trong hành động, hành vi, dù vô tình hay cố ý, và mình sám hối. Nhưng mà cái câu sám hối hay xin lỗi thì nó như là một cái sự thói quen luôn á. Xin sư ông dạy cho con thêm là ý nghĩa của sự sám hối và cái lợi ích khi mình sám hối. Chứ còn ví dụ đôi khi mình cứ sám hối ở trên cái miệng, trên cái suy nghĩ hay là nó buồn miệng, giống như là cái đó là một cái thói quen, nhưng mà thật sự mình không có nhận thức được cái sự sám hối đó. Cái này là rất đúng. Bởi vì á, thực ra mình sám hối đa phần là sám hối là mình muốn để nhẹ tội, hay là mình muốn hết tội. Nhưng mà không nên sám hối theo kiểu đó. Nếu sám hối theo hướng đó thì nên xin chịu tội nhiều hơn. Con đã làm sai rồi, xin được phạt cho con 10 lần, 20 lần, 30 lần. Xin cho con phải đau đớn khổ sở về cái này đi, để cho con mới sợ, mới khiếp sợ, con mới không dám làm nữa. Thì vậy mới là sám hối chứ. Còn sám hối mình nó là cứ sám hối để cho hết tội, để cho đừng có tội. Cho nên á, nếu sám hối theo cái hướng đó thì xin là chịu tội nhiều hơn là tốt nhất. Nếu lần sau á, lần đầu này con làm á, cho con gấp 5 lần phạt, trừng phạt. Nếu lần sau mà con làm nữa thì tôi gấp 10. Mà nếu lần sau mà con làm nữa thì tôi gấp 20. Đó, nói vậy nó mới là sám hối rồi. Cái sám hối kiểu gì mà cứ sợ là sợ tội, sợ cái này cái kia là sám hối. Còn thực ra đó, sám hối mà đúng nghĩa đó là mình thấy rõ được cái sai lầm của mình. Và cái sai lầm đó nó đưa đến cái tai hại gì cho mình, đưa tai hại gì cho người khác. Mình thấy rõ điều đó để mình mới là không làm nữa. Thì đó mới gọi là sám hối. Đó. Còn sợ gì á, mà sám hối mà để cho tăng ni chúng, tăng chúng gì đó ngồi sám hối với nhau là để chi? Để mục đích là để đừng có giấu tội. Mục đích là để đừng có giấu tội thôi. Thực ra nó không có để mà, không phải là để mà nhận tội, mà là để đừng giấu tội. Đó. Bên đạo Thiên Chúa đó thì người ta xưng tội với một người cha, ông cha, nhưng mà ông cha là ở trong cái màn á, ở bên trong á, ông cha không thấy cái người ngoài này nói. Mà người ngoài này cũng thấy ông cha nói, cho nên người này cứ nói hết tất cả, nói lên hết tất cả những cái sai lầm của mình. Đó. Ông cha không biết là ai hết trơn á.
nhưng mà mình lại nói lên được tất cả những cái sai lầm của mình đó. Thì cái quan trọng là cái mình nói lên được cái sai lầm của mình á, mục đích là vậy thôi, chẳng cũng phải mục đích để sám hối là để chạy tội. Cái còn một điều nữa là sai lầm là đương nhiên, mà càng sai lầm nhiều càng tốt. Sai lầm là đương nhiên mà càng sai lầm nhiều càng tốt, là bởi vì sao? Quan trọng là mình biết được sai lầm thôi. Bây giờ câu chuyện, nhắc lại câu chuyện của Angulimala. Ông khi mà ông mới có cái ý muốn giết người thôi đó là đã sai lầm rồi. Thì tại sao Đức Phật ngài không đến mà nói ông đừng có giết người, nói ông dừng lại lúc đó thì nó hay biết mấy. Thì tại sao lại không? Thì đến người thứ nhất cũng không, thứ hai cũng không, tôi đến 99 người rồi Đức Phật mới đến. Là tại sao? Là để cho ông thấy rõ cái việc làm của ông là sai lầm. Chứ mới chưa giết là ông chưa thấy sai lầm. Giết một người mới biết sai lầm sơ sơ, giết tới 99 người mới thấy là sai lầm, cực kỳ sai lầm. Do đó Đức Phật nói thì ông mới buông xuống được. Cho nên cái quan trọng là mình có thấy ra được cái sai lầm của mình như thế nào không. Cái quan trọng là cái chỗ đó, chứ không phải là quan trọng không phải là sai lầm, mà quan trọng là có thấy sai lầm để mà điều chỉnh lại không. Đó. Bây giờ mình là vì sợ tội chứ không phải là thấy sai lầm. Nếu giả sử như có một người nào đó là ô làm cái đó đâu gì có tội, làm cái đó còn có phước hơn nữa đó, giết người là có phước đó, thì lúc đó mình giết đã đời luôn. Mà tại vì mình chỉ nghe người ta nói là giết người là có tội cho nên bây giờ mình không giết thôi, chứ không phải là khi mình giết người rồi mình mới thấy là cái giết người nó sai như thế nào, nó khổ như thế nào, khổ mình khổ người như thế nào. Qua cái thấy đó mình mới là không giết người nữa đó, thì lúc đó mới là đúng. Cho nên ai cũng phải sai cả, nhưng mà quan trọng là có thấy cái sai đó để mà điều chỉnh hay không, chứ không phải là sợ sai. Không có ai trên đời này không có sai cả, không có ai không có sai hết, nhưng mà có biết để mà điều chỉnh lại không á, con mới là quan trọng. Dạ kính bạch sư ông, kính thưa quý sư cô. Dạ thưa sư ông, là con có tham gia khóa thiền niệm thọ 10 ngày á, thì 3 ngày đầu là nói về thiền định, thì theo cái sự hướng dẫn là hướng tâm về cái vùng dưới mũi trên môi và cảm nhận cái hơi thở ra vào tự nhiên, biết được cái sự nóng lạnh rồi khi nó ra như thế nào, ra bên cánh mũi nào, rồi khi nào ra hai lỗ mũi, rồi cái hơi thở là phụ và cái chính là cái sự tỉnh giác của cái tâm. Thì mặc dù con nghe là thiền định, nhưng mà con theo cảm nhận của con, cái sự hướng dẫn đó, con lại thấy nó giống như là một phần nào đó của 16 phép quán niệm sự thở. Thì con không biết cái suy nghĩ này của con có đúng hay không. Nói chung là thế này, nó có hai cái cách tu, có hai cách tu. Một cách tu đó là quan sát để thấy sự vận hành của pháp. Cách thứ nhất là quan sát, lắng nghe, cảm nhận sự vận hành của pháp đang là như thế nào. Đó là một cách tu. Cách tu thứ hai là theo một phương pháp để rèn luyện, để đạt được điều gì đó. Thì á, bây giờ thầy không có nói gì cả, mà thầy chỉ nói chung cái nguyên lý là thế này. Nếu chỉ lặng lẽ quan sát, lắng nghe, cảm nhận sự vận hành của pháp một cách tự nhiên đang là, thì đó là thiền của Phật.
Còn nếu theo một phương pháp nào đó để rèn luyện để đạt được điều gì thì đó là thiền của Bà La Môn. Đơn giản là vậy đâu. Tại vì sao? Là bởi vì thế này, chân lý là đã có sẵn, tất cả sự thật đều đã có sẵn. Bây giờ mình chỉ quan sát để thấy cái sự vận hành hoàn hảo của pháp là gì, và cái mà mình xen vào để làm cho nó sai lệch đi là gì, để mình mới loại bỏ cái bản ngã mà xen vào làm cho sai lệch đi, để mình chỉ thấy sự hoàn hảo không sự vận hành của pháp thôi. Đó là cái người giác ngộ. Cho nên cái người giác ngộ đầu tiên thì người ta gọi là cái vị nhập dòng. Nhập dòng là sao? Tức là đã vào được cái dòng vận hành của pháp, chứ không phải là theo cái bản ngã của mình nữa. Đó. Còn bên kia đó thì cái bản ngã muốn đạt được cái điều gì đó, cho nên phải nỗ lực thực hành để đạt được, thì cái hướng đó là hướng của Bà La Môn. Nếu dạng là vậy thôi. Thì con coi thử là con đang làm cái thứ nhất hay cái thứ hai. Chứ còn bây giờ nói là nó đụng chạm. Nói thì nó đụng chạm, phá thiền này, phá thiền kia. Mình đừng có nói phá thiền. Con chỉ nói là con hành như vậy thôi. Chứ đừng nói phá thiền, nói thiền này thôi. Thời kia nó sẽ đụng chạm cái phá thiền đó. Dạ. Và cái này lễ sư con cùng toàn về thể vị sư cô và toàn thể đại chúng mắt. Con kính thưa sư ông, là con nhờ sư ông khai thị cùng con là làm cách nào để cho mình có thể đối trị được cái bệnh cứng đầu của con thưa sư ông, mà không làm cho người khác bị buồn mà cũng có thể sống thật với chính mình được ạ? Cái đó phải tập học cách lắng nghe, học cách lắng nghe người khác. Học với lại là cái chính vẫn là rõ biết chính mình. Bởi vì cái người nào đó mình rõ biết chính mình rồi á thì tự nhiên sẽ dễ thông cảm với người khác. Còn nếu mà mình cứ chỉ biết mình thôi, mình mà cái biết mình đây nó có hai cái. Cái biết mình là biết cái thực, chứ không phải là biết mình là chấp vào cái mà mình biết. Nếu mà mình chấp vào cái mình biết á, thì người khác là mình không chấp nhận. Mình chỉ chấp nhận cái của mình biết thôi. Thì như vậy nó lại không đúng. Nên mình phải cảm thông. Cảm thông với người khác. Lắng nghe. Bởi vì nhiều khi cái người khác người ta nói có... Nó có nói nghịch với mình, nhưng mà nó cũng do cái nhân duyên gì đó. Do cái nhân duyên, do cái hoàn cảnh nào đó mà người ta nói nó khác mình. Hay là người ta hành động khác mình, người ta sống khác mình. Thì mình vẫn là cứ vẫn là cái biết mình là chính. Tại vì mình nhiều khi mình quá để ý đến người khác mà lại quên mình. Khi mình biết mình rồi á thì mình sẽ dễ cảm thông với người khác, biết cách lắng nghe người khác, biết cách học hỏi thêm. Thật ra là tại sao mà sinh ra cái sự khác biệt? Giả sử nghe, bây giờ giả sử nghe, tất cả chúng ta đều giống nhau y như đúc. Tất cả mọi người đây này mà đều giống nhau y như đúc thì mình không học thêm được chuyện gì cả, phải không? Nếu mình giống nhau như đúc thì không thể học được thêm điều gì cả. Đó là lý do vì sao mà cuộc đời lại là luôn có những đối nghịch. Cái đối nghịch đó là để mình học thêm được cái khác, mà mình lại không chịu học. Mình lại chỉ là muốn là cái người khác giống mình thôi. Cho mình là không muốn là lắng nghe, là để mà học cái phần đối nghịch. Mà cái phần đối nghịch đó là nó bổ túc thêm cho mình. Bổ túc thêm một cái mặt khác cho mình.
mà cái nào nó cũng có cái mặt mình của nó hết á. Trong thực tánh á, cái nào cũng có cái mặt mình của nó. Ví dụ như cây cam thì có cái mặt mình của cây cam, cây chanh thì có mặt mình của cây chanh, chứ không phải cây cam mà cứ che cây chanh được. Không thể cây cam che cây chanh được, bởi vì cây chanh nó có cái mặt mình của cây chanh, cây cam có cái mặt mình của cây cam. Đó, cái ổi có mặt mình của cái ổi. Đó. Chứ không phải, không thể là giống mình được. Do đó mình phải biết lắng nghe, biết cảm thông ở bên ngoài, biết học hỏi, biết bổ túc thêm cái phần thiếu sót của mình. À, tức là nếu cái người mà muốn học hỏi thì sẽ là học hỏi thêm được nhiều. Còn nếu mà người mà cứ chấp vào cái biết của mình thôi á, thì lúc đó mình sẽ không học thêm được điều gì. Dạ, con kính đại lễ sư ông, con kính chào, con kính quý sư cô và đại chúng ạ. Dạ, con có một cái suy nghĩ nhưng mà con cũng không biết là cái suy nghĩ này của con nó đúng hay là sai, nên là con muốn trình bày và nhờ sư ông là hướng dẫn và chỉ dẫn cái điểm sai và đúng giúp con. Dạ, cái ý thứ nhất của con đó là nếu như mà chúng ta chạm được đến chân lý của đạo Phật dù chỉ là một phần nghìn thôi, thì có phải là những cái phân biệt về thiện và ác, đúng và sai nó sẽ không còn tồn tại nữa, bởi vì tất cả những cái hành động mà mình thực hiện trong chánh niệm, trong cái mình nhận thức được đó là điều cần phải làm thì bắt buộc phải làm, và lúc đó thì cái khái niệm thiện ác đúng sai nó sẽ không còn nữa. Có cái điều này thì nó đúng hơn này, tức là khi do cái người thiếu chánh niệm tỉnh giác cho nên người đó không có biết, không tự biết. Do đó Đức Phật hay là các bậc giác ngộ người ta mới nói là không nên làm điều này, không nên làm điều kia. Thí dụ như Đức Phật ngài nói là cái giáo pháp của tất cả chư Phật á, là không làm các điều ác, làm các điều lành và thanh lọc tâm để cho nó trở về cái bản chất thanh tịnh trong sáng của nó. Như vậy thì không có nghĩa là không có điều ác, không có điều thiện, không có điều thiện hay bất thiện, không có cái đó là có, nhưng mà nó có hai phương diện khác nhau thôi, tức là thiện và bất thiện trong thực tánh chân đế là nó khác, thiện với bất thiện trong cái tục đế là nó khác. Có thể là thoát ra khỏi cái thiện với bất thiện trong tục đế, chứ còn thiền với bất thiền mà trong chân đế thì cũng vẫn phải là phải có thiền bất thiền, chứ không phải là không phân biệt thiền bất thiền. Nếu mà không phân biệt thiền bất thiền, không phân biệt đúng sai thì Đức Phật ngài nói bác chánh đạo để làm gì? Chánh tức là thiền, là đúng, là đúng rồi, là thiền rồi. Cho nên nó vẫn là, nhưng mà nó không phải là cái thiền mà do người đời đặt ra. Người đời đặt ra thì nó chỉ có giá trị ở trong đời sống thôi, trong cuộc đời thôi, mà nó giá trị trong từng vùng thôi. Ví dụ vùng này đặt ra cái luật lệ này thì nó chỉ đúng với cái vùng đó, vùng kia đặt ra luật lệ kia thì nó chỉ đúng luật lệ kia thôi, thì cái đó gọi là tục đế. Còn cái đúng cái sai xấu tốt mà trong chân đế đó thì nó rất là rõ ràng. Ví dụ như mình không biết thì mình cầm lửa thì nó phong tay thì là cái đó là nó đúng, cho nên nó có sai. Nhưng mà mình do mình không biết lửa là nóng cho nên mình dùng vô thì nó nóng rồi nó phỏng. Thành ra đó, mình không biết mà mình làm và mình bị tai hại tức là sai. Đấy đó. Còn thực ra đó, ví dụ như bây giờ ngoài đường không có xe cộ gì cả thì mình việc gì mà phải đi bên tay phải? Lúc đó mình đi giữa đường cũng được, mình đi bên tay trái hành được, mình đi đâu cũng được, mình đâu giữa đường hoàn toàn bị Covid, bây giờ không còn ai đi hết rồi, thì lúc đó mình đi là mình muốn đi đâu đi chứ đâu có cần gì mà phải đi bên phải. Thành cái việc đi bên phải là một cái là tục đế, tức là đặt ra vì một cái lợi ích nào đó ở giữa đời thôi, nhưng mà nó không phải là cái chân đế thì đi đâu cũng là được hết, chứ không phải là phải quy luật gì khác.
Cho nên cái thứ nhất là cái người giác ngộ thì họ có thể là thoát ra khỏi cái hình thức ràng buộc của giới luật, nhưng họ lại là làm giới luật rất đúng với cái thực tánh chân đế, tức là họ vượt ra khỏi cái tục đế đó. Nhưng mà bởi vì sao mà họ vẫn giữ theo tục đế là bởi vì người khác, vì tục đế mà phải giữ thôi. Cho nên thực tế đối với họ không quan trọng, nhưng giới luật đó cũng hoàn toàn không quan trọng, bởi vì bây giờ họ biết cái thực sự giới luật là gì và họ sống luôn là đúng, cho nên họ không cần phải những cái hình thức giới luật đặt ra nữa. Thí dụ như bây giờ một đứa bé nó mới lớn, cho nên mới nói rằng đừng có leo trèo cái chỗ cao, đừng có đi bấm đêm đó, đừng có cái nọ đủ thứ. Nhưng mà chứ cái người lớn rồi thì từ người ta biết là chỗ cao nào cần trèo, chỗ cao nào không cần trèo, trèo cách nào thì người ta đều biết hết trơn rồi, thành người ta không phải như đứa con nít mà nói là phải không được leo trèo chỗ cao nữa. Thì cho nên á là cái người giác ngộ có thể là thoát ra khỏi cái hình thức giới luật, và nếu họ có giữ đúng giới luật thì chẳng qua là vì người khác thôi, chứ còn bản thân họ thì họ đã thấy giới luật thực sự là gì rồi, cho nên họ không có phải theo cái giới luật hình thức nữa. Nhưng mà còn thiền ác á, thì thiền ác theo tục đế đó thì có thể là họ vẫn theo, nhưng mà họ không thấy đó là quan trọng nữa, bởi vì họ đã biết thực sự thiền ác trong cái chân đế là thế nào rồi. Đó là câu thứ nhất, rồi còn câu gì nữa? Dạ, cảm ơn sư ông, tại vì câu trả lời của sư ông đã giải đáp được gần như là toàn bộ câu hỏi của con, cho nên cho con hỏi thêm câu nữa. Dạ, câu hỏi thứ hai của con là liên quan về vấn đề là thiền. Thì theo như con đã được biết đó, thì thiền sẽ hiện tại theo cái hiểu biết của con thì con mới biết là thiền có hai trường phái là thiền định và thiền tuệ. Dạ, thì con muốn hỏi là cái ứng dụng, cái mục đích cao nhất của việc hành thiền là gì? Có phải là mục đích của việc hành thiền tuệ để mình có thể luôn luôn sáng suốt và rõ biết trong tất cả những cái sự vật sự việc hàng ngày của mình, để mà những cái hành động trong cuộc sống hàng ngày của mình nó luôn hướng thiện để con người mình được hướng lên, và cái mục đích của thiền định là để cái giây phút sáng nay cận tử nghiệp của mình, để mình giữ được tâm mình tỉnh sáng suốt và mình không bị phóng tâm, không bị mong đợi vào một cái điều tốt đẹp hoặc là sợ hãi một điều xấu xa sẽ đến, để mà mình có cái kết là thoát khỏi bị tái sanh, có đúng không ạ? Thực ra là khi ở trong Ba La Môn á, ở trong Ba La Môn á, thì người ta phân tích ra cái thiền định và thiền tuệ khác nhau. Cho nên là người ta mới nói là ví dụ như là cái thiền định đó là chỉ là để định tâm, còn thiền tuệ là để mà sáng suốt, biết được nhiều, đại khái là vậy, sáng suốt rồi biết được. Chứ còn khi mà Đức Phật ngài đã thấy ra được, không phải là không có không phân ra hai cái đó. Khi mà trong đạo Phật mà phân ra hai cái đó là sai, là bởi vì sao? Bởi vì trong cái thiền mà Vipassana đó là nó có đầy đủ giới định tuệ cả ba thứ. Cho nên trong cái thiền mà nói là, cho nên đây không phải nói là thiền tuệ đó, mà là thiền tròn vẹn rõ biết. Cái Vipassana đó có nghĩa là tròn vẹn rõ biết, bởi vì cái trong Vipassana là tinh tấn á, có nghĩa là không có buông lung, không có mong cầu, không có bất kỳ một cái gì nữa cả, tức là bây giờ buông hết rồi là tinh tấn. Buông hết mọi mong cầu, không còn muốn trở thành cái gì nữa hết trơn á. Đó là tinh tấn. Mà vì buông xuống như vậy, cho nên tâm nó mới tròn vẹn rõ biết cái thực tại đang là. Thì trong đó, cái mà buông hết á, buông hết không còn mong cầu gì nữa cả, chính là giới.
Tinh tấn chính là cái cao nhất của giới. Vì tinh tấn tức là không buông luôn phóng dật. Cho nên là tinh tấn là cao nhất của giới. Còn cái định ở trong đây đó, định tức là tròn vẹn với thực tại. Ví dụ như mình đang đi thì mình tròn vẹn với đi, đó là định. Khi mình đang ăn, đang nhai, đang làm bất kỳ cái gì mà tròn vẹn, tâm tròn vẹn với cái pháp đó, thì cái đó tức là định. Còn tuệ tức là rõ biết, một tâm sáng suốt rõ biết, đó là tuệ. Cho nên trong tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là mình nói một cách khác là nhiệt tâm tròn vẹn rõ biết, nên mình dịch như vậy cho nên cho nó dễ hiểu, dễ thấy. Cái chữ nhiệt tâm ở đây á, tức là không buông lung phóng dật á, không buông lung phóng dật. Nhiệt tâm ở đây hay là tận tình gì đó, tức là mình là nhiệt tình gì đó, nhiệt tình, nhiệt tâm, tận tình đó, với cái đang là. Cho nên khi mình mà không còn cái vô luân phóng dật á, thì tâm nó sẽ tròn vẹn với cái đang là, tròn vẹn với đang là tức là định. Và tròn vẹn với đang là cho nên mới rõ biết cái đang là. Nhưng mà cái đang là nó luôn luôn thay đổi, cho nên nếu mà định lại theo cái thiền định á, thì không thể nào có trí tuệ được. Do đó mà thiền định cao nhất vẫn là vô minh ái dục, vẫn còn vô minh ái dục, bởi vì nó vẫn còn nằm trong tam giới đó. Chỉ có cái thánh định á, thánh định là thế này, thánh định tức là cái vị đó đã đạt được thực tánh chân đế, đã thấy ra được thực tánh chân đế. Cho nên khi cái vị đó sống trong đời đó thì vẫn là phải theo tục đế, nhưng mà theo vậy thôi, cho tâm họ vẫn luôn là trở về với thực tánh chân đế. Cho nên cái định đó mới là cái định, mới là định của Phật giáo. Vì vậy trong cái giới định tuệ này á, đã có sẵn rồi. Cho mình là trong Phật giáo mình mà lại phân biệt ra thiền tuệ với thiền định là sai lầm. À, giới định tuệ là ba cái, là ba trong một. Thầy thường hay nói là giống như cái chân của cái camera này này, là nó ba cái nó phải bằng nhau, chẳng thể nào mà có một cái thiền tuyệt tuệ không được. Mà trong thiền tuệ đó là luôn có giới định tuệ. Cho nên tại sao Đức Phật Ngài không nói một cái thôi, mà Ngài nói là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là vật ba cái. Thì trong cái định phần á, là gồm có tinh tấn cũng là định phần, chánh niệm cũng là định phần, và chánh định cũng là định phần. Nhưng mà chữ chánh định trong định phần này đó có nghĩa là tâm không dao động nữa, tức là bây giờ ai nói gì nói tâm vẫn không dao động, thì đó là định. Chứ không phải là nhập định. Bên kia cái định bên kia của ngoài đạo là nhập vào định. Mà nhập vào định thì quên hết tất cả mọi thứ. Ngoài tức chư duyên, nội tâm tịnh trị. Đó là thiền định mà của ngoài đạo là như vậy. Tức là nhập vào cái định rồi thì bên ngoài là không còn biết gì bên ngoài nữa. Bên ngoài có làm gì đó làm cũng không biết. Đó. Thì là ngoài tức chư duyên, nội tâm tịnh trị. Nhưng mà ở đây thì cái định mà chánh định thì khác. Chánh định thì vẫn là ngồi nói chuyện đôi bình thường mà tâm vẫn ổn định, tâm vẫn không dao động, vẫn làm tất cả mọi chuyện mà tâm không dao động, cái đó mới là chánh định. Đó. Vì vậy cho nên đừng có phân biệt ra thiền tuệ và thiền định. Nhưng mà tại vì nó do là thế này, do là bởi vì ở Ấn Độ đó thì đạo Ba La Môn gần như là cái đạo gốc của Ấn Độ. Cho dù Phật ra đời rồi, Phật nhập Niết Bàn rồi, thì Ấn Độ vẫn là vậy. Tức là ai giác ngộ, ai
thấu hiểu được thì thoát ra, còn không thì nó vẫn là vậy thôi. Và họ cho thiền định là cao nhất, bởi vì mục đích của họ là đến phàm thiên, đó, trở về với đấng phàm thiên, cho nên đó là thiền định của họ đó là cao nhất. Nhưng mà Đức Phật là thấy rằng là thiền định nó vẫn còn nằm trong tam giới, mà thậm chí là trong 10 cái kiết sử đó thì nó thiền định nó rơi vào hai kiết sử là sắc ái và vô sắc ái. Sắc ái là định trong sắc giới, định hữu sắc, và vô sắc ái là định vô sắc. Thì bây giờ những cái người vì cái nước Ấn Độ là nước là thiền định là cao nhất, cho nên bây giờ khi mà nói Đức Phật nói tới định một cái là họ cứ nghĩ tới thiền định. Cho nên ngay cả khi họ vô tu trong đạo Phật rồi á, họ cũng vẫn là sử dụng tới thiền định. Mà Đức Phật ngài thấy là thiền định đó thì để nó hiện tại lạc trú thì được, hiện tại lạc trú tức là để cho nó khỏe vậy thôi. Khi mà người cho nó khỏe, không nghe ồn ào gì cả, không nghe chuyện gì hết, bỏ ngoài tai mọi thứ để cho nó yên vậy thôi, thì nó rất là tốt. Nhưng mà Đức Phật á, thì ngài lại nói rằng là dù là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì bây giờ cái định đó là thuộc về niệm tâm này. Nhưng mà bây giờ niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp gì đó thì cũng không tham ưu, không bám trụ bất kỳ điều gì. Vậy thì tại sao mình lại bám trụ một cái tâm? Bám trụ một cái tâm là sai rồi. Đó là một nè. Thứ hai là chính cái lúc mà mình sống ở trong cuộc đời này mà mình thường tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì tâm mình sẽ không dao động trước mọi sự. Do đó khi mình chết tâm mình không dao động. Thế còn nếu mà mình định rồi đó thì khi định rồi thì chết có đâu có biết gì nữa đâu, mà cho nên lúc đó nó chỉ lên định nào thì nó lên cái cõi đó thôi, chứ đâu có biết gì đâu mà. Còn cái định mà đúng chánh định á, đúng cái khi mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì giới định tuệ nó sẽ là phát huy một cách đầy đủ. Khi phát huy một cách đầy đủ cái giới định tuệ đó, đó thì khi mình chết á thì mình đang tâm vật bình thường, vẫn sống bình thường thôi, mình vẫn thấy được cái cần tự nghiệp nó đến như thế nào, thấy hết, nhưng mà vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. À, thì tâm vẫn không động, tâm không động thì đó mới, lúc đó mới là lúc đó thậm chí là giải thoát luôn, chứ không phải là sinh vào cõi tốt, mà lúc đó là giác ngộ giải thoát luôn, chẳng phải là thiền định. Nếu thiền định thì là lúc đó nó sẽ vào sắc giới hoặc vô sắc giới thôi, chứ không giác ngộ giải thoát. Còn kính thưa sư ông và quý sư cô, hôm nay là lần đầu tiên con gặp sư ông, con rất là vui. Con xin chia sẻ là gần đây con có đọc một cuốn sách, và trong đó vị thiền sư có chia sẻ là điều có lợi cho thiền tập đó là ăn ít, nói ít, ngủ ít, thì nó liên quan đến thiểu dục tri túc. Thì xin sư có thể nói rõ hơn điều này để có lợi cho sự thực tập của chúng con được không ạ? Con xin cảm ơn. Theo thầy á thì cái ăn ít, ngủ ít, nói ít á thì có lợi cho sức khỏe hơn là giác ngộ giải thoát. Có lợi cho sức khỏe hơn là giác ngộ giải thoát. Bởi vì á cái pháp là tự nhiên. Pháp là tự nhiên cho nên là cái người mà hiểu biết á, thì người ta sẽ tự ăn điều độ, tự ăn điều độ, biết ăn cách nào cho nó tốt, thì người ta do trí tuệ mà người ta thấy ra được cái điều đó, do hiểu biết mà người ta thấy ra được điều đó, cho nên người ta tự động ăn điều độ. Nhưng mà điều độ là sao? Điều độ tức là tùy người thôi. Có người thì một chén là vừa, có người thì hai chén là vừa, có người ba chén là vừa, cho ăn ít là ăn ít sao? Ít là bao nhiêu? Mà ăn ít rồi không đủ, nếu mà ăn ít quá mà nó không đủ để cho
cho sức khỏe đó thì là cũng không tốt, cũng đâu có tốt. Ngủ ít là cái ngủ là cực kỳ quan trọng, bởi vì cái ngủ là nó giúp cho thời gian ngủ đó là nó cơ thể của mình là nó tự động là điều chỉnh, nó thanh lọc đó, là trong cái thời gian mình ngủ. Cho nên á, ăn điều độ. Và Đức Phật Ngài rất là sáng suốt khi Ngài dạy là không ăn bữa chiều, không ăn bữa tối. Là bởi vì sao? Là bởi vì bữa tối á, là để cho cái cơ thể mình nó nghỉ ngơi, mà nó mới thanh lọc. Đó. Cái thời gian mà nó thanh lọc, nó điều chỉnh lại á, những cái mà trong ngày mà nó sai đấy. Cái xe này mà khi mình đi á, xong rồi mình mới dừng lại, mình để cho nó nghỉ dưỡng. Nhưng mà chiếc xe đó thì nó không biết tự điều chỉnh. Nhưng mà cơ thể của mình nó có cái hay là chính cái lúc mà mình nghỉ dưỡng á, chính cái lúc mình ngủ á, là cái lúc mà nó tự điều chỉnh tốt nhất. Điều chỉnh về bệnh, điều chỉnh về tất cả mọi thứ ở trong cái cơ thể của mình á. Cho nên là cơ thể mình là một cái bộ máy mà nó thanh lọc, nó điều chỉnh rất là tốt. Cho nên cái thời gian ngủ là rất là tốt, hay là thời gian mình yên tĩnh là rất là tốt. Nhưng yên tĩnh nó không cần phải đến. Mà mình biết buông xả, tức là mình biết làm việc rồi biết buông xả, biết làm việc rồi buông xả. Đó, lúc nào mình cũng, hoặc là buông xả ngay trong làm việc. Tức là mình làm việc với một thái độ nhẹ nhàng, thoải mái. Chứ không có gồng cứng, không phải là nỗ lực quá sức. Mà luôn luôn là làm một cách thoải mái nhẹ nhàng, đó là một cách buông xả trong làm việc. Đó. Thành ra mình không cần phải ăn ít lại, cũng không cần phải ngủ ít lại, mà là chỉ cần là mình biết để mà điều chỉnh cho nó điều độ. Và mình phải để cái thời gian cho cái cơ thể mình nó đói. Khi đói là cơ thể mình nó nghỉ ngơi. Đó. Vừa là nghỉ ngơi, vừa là tự động điều chỉnh. Đó. Thì là tốt hơn. Còn á, tùy theo cơ thể của mỗi người. Tất nhiên là cái ăn ít lại, ngủ ít lại, tức là đừng có ngủ nhiều quá. Ăn ít lại là đừng có ăn nhiều quá. Đó. Thì là đúng. Đó, ăn ít lại, ngủ ít lại, với cái gì nữa? Nói ít lại là đúng. Tức là khi cần mới nói. Nói ít là gì? Nói ít là khi cần mới nói, còn khi không cần là không nói. Đó. Ví dụ như bây giờ thấy sư ông dạng quá trời là nói nhiều. Nhưng mà khi mà chứ ông không nói là không nói. Chẳng hạn như ngồi trên xe đó thì ai nói gì nói là chứ ông ngồi im lặng. Chứ không có nói gì hết trơn. Đó. Và cũng khi mình không nói là cũng biết lắng nghe. Ví dụ như người ta hỏi thì mình cũng biết lắng nghe để coi người ta hỏi cái gì, ý gì. À, cho nên mình phải biết im lặng, biết lắng nghe. Cho nên cái cuốn sách đó nói đúng. Nhưng mà mình phải biết là tùy theo mình, ăn ít là ăn ít thế nào, ngủ ít là ngủ ít thế nào. Có lẽ mình nói như thế này thì nói ngược lại như thế này thì hay đúng hơn là không ăn quá nhiều, không ngủ quá nhiều, không nói quá nhiều thì nó đúng hơn. Bởi vì bên cái này đó là nó có hơi nghiêng về bên cái đạo gia. Cái này là cái chủ trương của đạo gia. Tức là đạo gia nó xuất phát từ lạc tự, mà thực ra lạc tự thì lại là rất là tự nhiên. Nhưng mà không biết tại sao lại biến thành một cái đạo gia là luyện đan. À, thì cái người họ cứ ngồi mà để luyện đan là luyện tinh hoa khí, khí hoa thần, thần hoàng hư đó, kiểu luyện như vậy. Thì khi họ luyện như vậy á, thì họ phải là ăn ít lại, ngủ ít lại, nói ít lại. Đó. Nhưng mà cái đó thì nó chỉ có lợi ích để đem lại sức khỏe, để đem lại một tinh thần là sảng khoái gì đó.
nhưng nó không phải là giác ngộ giải thoát. Còn giác ngộ giải thoát thì sao cũng được, nhưng mà luôn biết rõ thôi. Tức là mình không nhất định là phải thế nào cả. Đúng ra một cái người mà muốn giác ngộ giải thoát là không có sao được hết trơn, nhưng mà luôn là rõ biết mình. Thì khi đó mình mới biết rằng là mình rất là tự do, muốn làm gì làm, nhưng mà khi làm thì mình biết là nó sai ở đâu, đưa đến tai hại gì, nhân quả ra sao. Là từ đó mình mới học được bài học để mình mới điều chỉnh. Thành ra nó tự nhiên, và nói như kiểu là tự là đúng, cứ tự nhiên. Tuy nhiên trong cái tự nhiên đó mình phải thường là sáng suốt rõ biết để mà mình mới thấy được cái gì là ảo, cái gì là thực, cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là thiền, cái gì là bất thiền, đâu đó rõ ràng trong chân đế cũng như trong tục đế mình thấy rõ đó. Thì cái đó là để điều chỉnh, mà từ mỗi người biết điều chỉnh. Nếu như người đó thấy là bữa nay không phải ngủ ít mà phải ngủ gấp đôi, có lúc mình phải ngủ gấp đôi mới được đó. Có đôi lúc ví dụ như sư ông làm việc này kia, nhưng mà có bữa tự nhiên cái không biết huyết áp nó thấp hay sao, tụt huyết áp hay sao đó không biết, tự nhiên không làm gì được hết, là sư ông vô nằm ngủ. Có đôi lúc ngủ không biết bao lâu, có khi 5 phút 10 phút gì đó không biết, nhưng mà ngủ một lát rồi là thức dậy lại là nó phục hồi lại. Cái ngủ nó rất là quan trọng. Do đó mình không thể định là phải ngủ bao nhiêu, đừng có nói là phải từ đó tới đó ngủ, từ đó tới đó thức, đừng có nói phải bữa nay có thể là ngủ nhiều hơn chút, bữa kia có thể ít hơn một chút, tùy theo cái mà mình thấy cần. Nhưng mà bởi vì khi mình ở trong tập thể thì nó có cái kẹt là tới giờ đó đến kia cũng lại mình ngủ cho nên mình phải dậy. Và chính vì vậy cho nên trong thời Đức Phật là không có cái mà tổ chức tập thể như thế này. Mà trong thời Đức Phật là Ngài chỉ khai ngộ thôi, rồi người đó tự động đi hành. Mà khi họ tự động đi hành á, thì họ sẽ tự điều chỉnh lấy cái thời gian, lấy cái mọi hoạt động của mình, họ tự điều chỉnh lại cho đúng với họ. Cho Ngài không có quy định là phải thế này phải kia. Nhưng bây giờ mình kẹt lại ở đâu cũng phải là tu viện cả, mà tu viện thì phải đúng giờ, phải dậy chứ, đúng giờ ăn, đúng giờ này dành ra giờ. Thì bây giờ mình đang ở trong tục đế thì phải theo tục đế đó. Nhưng mà trong tục đế đó thì mình vẫn có một cái phương thuốc để chữa, đó là mình vẫn luôn là trọn vẹn rõ biết thân thọ tâm pháp đang như thế nào là được. Còn nữa, ai hỏi nữa? Dạ, con kính đảnh lễ sư ông, con kính đảnh lễ quý sư cô cùng toàn thể đại chúng ạ. Dạ, con thưa sư ông, con có một câu hỏi là lúc trước có một sư cô có nói với con là bây giờ em đang không có định hướng. Và trong cái buổi tọa đàm gần đây nhất thì có một vị sư cô cũng có nói là bây giờ thế hệ trẻ tụi con đi vào trong chùa là giống như chỉ quăng mình vào chốn thiền môn mà không có cái định hướng. Thì con xin sư ông dạy cho tụi con cách định hướng ở trong tu tập. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư ông. Định hướng thì nó đã rõ rồi. Thật ra trong đạo Phật thì chỉ có một định hướng duy nhất, đó là giác ngộ giải thoát thôi. Định hướng duy nhất là xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh chánh trí giác ngộ niết bàn, đó là định hướng duy nhất. Nghe thôi. Mà muốn như vậy á, thì Đức Phật Ngài còn chỉ rõ thêm là phải tròn vẹn rõ biết thân thọ tâm pháp như nó đang là. Đó là định hướng nữa chứ không định hướng gì nữa. Tất cả định hướng là nó đã có sẵn hết rồi. Thì bây giờ mình là ở dưới hình thức nào, dù là dưới hình thức nào thì mình phải nhập gia tùy tục, tức là mình phải ở hình thức nào mình phải theo hình thức đó. Tuy nhiên ở trong thực hình thức là nó thuộc về là tục đế rồi, nhưng mà trong thực tánh chân đế thì vẫn là thường. Bây giờ từ tinh tấn mình dùng thành chữ thường,
Thường tức là không bất thường. Tinh tấn là thường, chánh niệm là tròn vẹn, và tỉnh giác là rõ biết. Thì bây giờ mình nói lại cho nó dễ hiểu là trong bất kỳ tình huống nào, trong tổ chức hay là mình tự do hay là mình như thế nào đó, thì mình vẫn là thường tròn vẹn rõ biết. Đơn giản là vậy đó. Thường tròn vẹn rõ biết thực tại thân thọ tâm pháp. Khi mà mình có định hướng đó rồi đó, thì dù là mình bất kỳ mình ở đâu, đặt mình ở một cái chỗ nào, thì mình cũng vẫn không thay đổi. Đó là một định hướng không thể thay đổi. Và cái mục đích mà mình thường tròn vẹn rõ biết là để mà thấy ra được cái điều gì, cái nhận thức và hành vi nào thì đưa đến phiền não khổ đau, đưa đến hại mình hại người, và nhận thức và hành vi nào thì không đưa đến phiền não khổ đau, không hại mình hại người. Đơn giản là vậy thôi. Mục đích của đạo Phật là chừng đó đó. Cái đó mình gọi đó là tứ thánh đế. Đó. Mình nói thánh nói phàm gì không biết, nói bốn sự thật à. Bốn sự thật cho nên đừng có nói thánh nói phàm gì hết. Thì mục đích là để cuối cùng, mục đích cuối cùng là để mình thấy ra được bốn sự thật đó. Nếu ai không thấy ra được bốn sự thật đó thì vẫn còn trôi lăn. Hồi nãy có một cái câu hỏi bên này là luân hồi sinh tử, thầy nhớ rồi. Lâu lâu nhớ một lần chứ. Quên rồi, nó tự nhiên nó nhớ. Thì á, cái luân hồi sinh tử nó là như thế này. Giả sử như bây giờ mình gặp một cái nghịch cảnh. Mà nếu gặp cái nghịch cảnh đó mà mình vẫn là thường tròn vẹn rõ biết thì không luân hồi sinh tử. Lúc mà mình thật sự là thường tròn vẹn rõ biết thì hoàn toàn không có luân hồi sinh tử. Nhưng mà bây giờ mình lại khởi tâm lên, ví dụ khởi tâm lên đối kháng lại với cái nghịch cảnh đó, thì khi mình khởi tâm lên là sinh. Rồi cái khởi tâm đó đó nó biến chuyển, cho nên nó cứ sinh diệt sinh diệt hoài trong cái đối tượng đó. Vì cái đối tượng nó cũng diễn biến, cũng là diễn biến nhiều cách, cho nên mình cũng là cái tâm mình nó cũng sinh diệt nhiều cách. Rồi bây giờ tối về mình nằm ngủ, mình nhớ lại thì mình cũng vẫn lặp lại cái thái độ của mình giống như lúc đó. Mình nhớ lại cái mình cũng nổi sân lên, hay là nhớ lại mình cũng nổi tham lên chẳng hạn. Thì mình cứ như vậy đó, thì cái đó gọi là luân hồi, tức là lặp đi lặp lại. Trong đời sống của mình nó là nhiều cái mình khởi lên rồi nó diệt đi, bởi vì nó qua một đối tượng khác là nó đã diệt đi rồi, nhưng nó lại lặp lại. Đó, nó lặp lại. Khi qua đối tượng khác ấy, thì nó lại phản ứng theo đối tượng khác. Đó, xong rồi bây giờ lại nhớ lại cái đối tượng cũ cái ấy, là nó lại lặp lại. Thì như vậy là có là gọi là sinh diệt hay là sinh tử luân hồi. Thì trong thập nhị nhân duyên, cái từ mà sinh lão tử rồi phầu sầu bi khổ ưu não, thì cái mà sinh lão tử đó là do cái là ái thụ hữu. Do ái thụ hữu. Nếu giả sử như mà trong xúc hay là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, thì không có cái thọ, không có ái, không có thụ, không có hữu, thì không có sinh lão tử, không có sầu bi khổ ưu não. Đó, thành ra cái thập nhị nhân duyên là
thầy dạng cái thập nhị nhân duyên là hoàn toàn một diễn biến của tâm trong hiện tại, chứ không phải là nói cái chuyện mình tái sinh ở tương lai. Còn chuyện tái sinh của tương lai là chuyện đó để pháp lo, không phải chuyện của mình lo. Tức là nếu có tái sinh cũng tốt, mà không có tái sinh cũng tốt, sao cũng được, miễn là bây giờ đây này mình có thấy được là cái sinh tử luân hồi đang diễn ra nơi mình như thế nào không. Khi nào mà mình hoàn toàn được thường tròn vẹn rõ biết, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì lúc đó không có sinh tử luân hồi. Nhưng mà mình khởi lên bất kỳ một cái gì thì tất nhiên là có sinh thì có diệt. Và nếu nó lặp đi lặp lại thì gọi là luân hồi. Cho nên trong đời sống hàng ngày của mình, một ngày mình sinh tử luân hồi không biết bao nhiêu lần. Vậy thì cái chấm dứt luân hồi sinh tử ở đấy đó, không phải là không tái sinh hay không tái sinh, mà là chấm dứt cái sinh tử luân hồi mà của cái thái độ của mình ngay trong hiện tại này. Đó. Thì mình cứ nghĩ là làm sao tu để mà để không còn tái sinh nữa. Mình cứ nghĩ như vậy đó. Mà tu mà chưa gì hết trơn mà đòi không tái sinh. Nếu mà có tái sinh đặng tu tiếp chứ. Không tái sinh rồi làm sao tu tiếp. Không tái sinh á, tái sinh cũng giống như mình học lớp 1 tái sinh ra lớp 2. Rồi tái sinh qua lớp 3 thì mới học mới được chứ. Còn nếu mà bây giờ mới học lớp 1 cái đòi không tái sinh thì là sao được. Cho nên là không phải là không tái sinh, mà là không luân hồi sinh tử. Đó. Tức là khi nào mình mà thực sự tròn vẹn chánh niệm tỉnh giác á, hay là thường tròn vẹn rõ biết á, thì không luân hồi sinh tử. Mà khi mà mình, hoặc là khi mình tròn vẹn rõ biết á, thì mình thấy rõ luân hồi sinh tử đang diễn ra thế nào. Hoặc là không có luân hồi sinh tử. Mà thật ra nó cái mà thập nhị nhân duyên thì nói gọn lại là ngũ uẩn. Ngũ uẩn với thập nhị nhân duyên là hai cách nói khác nhau, một bên nói gọn, bên nói dài thôi, chứ còn hai cái đó là một. Đó. Thì bây giờ trong ngũ uẩn mình nói cho dễ hơn. Khi mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh gì đó vân vân, mà có xúc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức, thì lúc đó đang sinh tử luân hồi. Còn nếu như trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe, mà tâm vẫn rộng lặng trong sáng thì không có sinh tử luân hồi. Thành ra mình có thể thấy được sinh tử luân hồi và không sinh tử luân hồi ngay trong tâm, ngay chính nơi mình, ngay trong đời sống này, chứ không phải là ở đâu khác. Có thể thấy được cái điều đó thì khi đó mới tu được chứ. Mình biết đâu là sinh tử luân hồi, đâu là không sinh tử luân hồi mới tu chứ. Cho mình cứ tu mà tu mò, tu đoán mò vậy thôi, là cứ tu cố mà tu rồi không biết nó tới đâu. Thì còn cái này là nó rõ ngay trước mặt mình đó, là mình biết liền. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là pháp mà Đức Phật Ngài khai thị là phải sanh đi trí cô, là phải thấy ngay. Khai đi cô không qua thời gian, ngay đó mà thấy, chứ không phải là thế. Là ngay trong từng cái khoảnh khắc mình sống đó, mình thấy đâu là tập đế khổ đế, đâu là đạo đế dật đế, đâu là bát chánh đạo, đâu là bát tà đạo, đâu là ngũ uẩn sinh tử luân hồi, đâu là không ngũ uẩn, đó là giác ngộ giải thoát. Rồi bây giờ ai hỏi thêm một câu được? Dạ thưa sư ông, xin sư ông giải thích cho con thêm cái hai câu nói của sư ông là con cứ lo việc của pháp, còn việc của con để pháp lo. Và câu thứ hai là để tánh biết tu, để tánh biết tự tu. Ừ, đúng rồi. Lo việc mà mình lo việc của pháp là gì? Tức là mình lo tròn vẹn rõ biết pháp đang vận hành thế nào. Đó. Thì lấy ví dụ cái câu này, cái cây ấy, thầy hay ví dụ cái cây cho nó dễ hiểu đó. Giả sử bây giờ mình là đang là cây ổi,
và cái ội của mình là đang 3 tháng. Thì cái ội đó nó chỉ là phải sống tròn vẹn với cái lúc 3 tháng đó thôi. Tức là nó lo là nó cái việc là tròn sống tròn vẹn với nó từng khoảnh khắc thôi. Còn khi nào mà nó có trái hay là nó lớn lên hay là như thế nào đó là đã có một cái quy trình của cái cây ổi rồi. Đừng có sợ là cái ổi tự nhiên ra thành cái xoài, đừng có sợ cái ổi tự nhiên ra thành cái mít, đừng có sợ chuyện đó, vì chuyện đó để pháp lo. Cái chuyện mà mình có trái hay không hay là khi nào ra bông, khi nào thế nào đó đó là chuyện nó để pháp lo. Tức là để cho cái nguyên lý vận hành trong cái ổi đó. Còn bây giờ cái ổi đó nó chỉ cần sống tròn vẹn với cái khoảnh khắc mà nó đang là thôi. Đó chính là cái ý nghĩa của cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chính là để mình sống tròn vẹn với khoảnh khắc đang là. Còn mình thành cái gì cũng thành cái gì, chuyện đó chuyện của pháp đó, chẳng phải chuyện của mình. Và thầy có một ví dụ này rất là hay. Một ví dụ này hoàn toàn mới này, mới bây giờ. Con người mình á, nó có rất nhiều cái cửa. Giống như một cái ngôi nhà nó có nhiều cái cửa. Thì á, pháp ví như là không khí. Pháp là ví như không khí. Nếu cái người nào mở được một cánh cửa thì không khí sẽ tràn vào. Mở thêm cửa thứ hai thì không khí tràn vào nhiều hơn nữa. Mở được hết tất cả các cửa thì không khí sẽ tràn đầy ở bên trong. Chứ không phải là mình. Không phải là mình. Không phải là cái nhà đó tạo ra không khí, mà nhà đó mở cửa để không khí tràn vào. Cũng giống như vậy, nếu như mình mở được cái cửa trí tuệ, mở được cái các cái cửa từ bi hỷ xả gì đó chẳng hạn, mở được tất cả các cái cửa đó, thì tự nhiên là chân lý nó sẽ tràn vào. Và lúc đó mình nói là nó đúng chân lý hết, mình nói gì nó cũng đúng chân lý hết. Chẳng phải là cố mà luyện làm sao để nói cho đúng chân lý, không phải vậy. Không phải cố học cho nhiều để mà nói cho đúng chân lý, không phải. Đó là nói chữ, chẳng phải nói chân lý. Còn chân lý nó tự tràn vào lần và nó sẽ tự phát ra. Đây là một cái điều hoàn toàn mới. Không phải là mình giác ngộ là mình tạo ra được pháp. Toàn là mình tu là để tạo ra pháp không thôi. Đó là bản ngã. Bản ngã thì muốn tạo ra pháp, mà không biết rằng là pháp đã hoàn hảo rồi. Cho nên bây giờ mình mở toang tất cả các cái cánh cửa, hay là các cái mở được những cái sợi dây trói buộc, những cái che lấp, thì tự nhiên pháp sẽ từ tràn vào đầy đủ trong bên trong. Mà nói là đang vào cho thực ra nó có sẵn bên trong rồi. Nhưng mà lúc đó là mình sẽ không nói theo bản ngã nữa, mình nói theo cái tri kiến của bản ngã nữa, mà là nói theo pháp. Mà lúc đó là pháp nói chứ không phải là cái bản ngã nói. Lúc đó là pháp làm chứ không phải là bản ngã làm. Do đó trong người mình á, câu thứ hai này, trong người mình có một tánh biết mà Đức Phật Ngài gọi là Pasara Chitta. Nếu mình khai mở được cái tánh biết đó thì tất cả mọi cái đều là tánh biết đó tự làm. Tánh biết sẽ tự hướng dẫn mình làm cái gì đúng cái gì sai, mà mình không cần phải suy nghĩ, không cần phải lo lắng, không cần phải tính toán gì cả. Đó. Thì cái cái đó ở bên nào Đạo Nho thì người ta gọi đó là chữ thiên, người ta gọi chữ thiên. Thiên đây là chữ thiên đây tức là không phải là ông trời hay là cái gì, nhưng mà tại vì chữ thiên thì
thì người ta nói ông trời, cho thật ra không phải thiên là ông trời. Thiên đây chính là cái nguyên lý vận hành của pháp. Người ta nói là nhân định không bằng pháp định, người tính không bằng trời tính. Tức là sao? Tức là bạn ngạ mà muốn làm cái này cái kia, muốn thành tựu cái này cái kia đó là không tới đâu cái đó. Bởi vì tất cả cái đó là đều là cái nguyên lý vận hành hoàn hảo của pháp rồi, không phải là mình tạo ra. Do đó tại sao Đức Phật ngài nói là giáo pháp của Như Lai chỉ có xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh, tức là buông bỏ chứ không phải là lấy thêm. Còn bây giờ mình tu luyện là cục toàn là để lấy thêm không thôi. Cái tu luyện để lấy vô cái này, thậm chí là thu năng lượng, thu cái độ thứ. Không phải vậy, không phải là vậy. Khi tâm mình rộng lặng trong sáng thì nó từ đầy đủ tất cả mọi cái rồi. Đó. Khi mình từ mở những trói buộc, khi mình từ mở những cái cánh cửa ra thì ánh sáng sẽ tràn vào. Đại khái là vậy. Hết giờ.